Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 141, chương trình chuyên biệt phản ánh về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Mở đầu chương trình như thường lệ là những tin tức đáng chú ý về an ninh trật tự và công tác phòng chống tội phạm có trong phần nhật ký 141. Khoảng 8 giờ 15 phút sáng nay 20 tháng 4, một cửa hàng bán tạp hóa tại số 19 phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra cháy ở khu vực tầng 2. Do đám cháy xảy ra vào giờ cao điểm, kèm theo lửa lớn bao trùm, khiến người dân hoang mang. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Xác định đây là ngôi nhà 2 tầng, tầng 1 bán tạp hóa, trong đó chủ yếu là sách, đồ lưu niệm, bưu phẩm, sách vở nên lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp cùng lực lượng cơ sở đã nhanh chóng triển khai các mũi tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng, trong đó tập trung hướng từ phố Hàng Mã, phun nước với cường độ cao. Khoảng 5 phút sau khi lực lượng cứu hỏa có mặt, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 2, có diện tích là hơn 10 m2, không có thiệt hại về người. Hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội vừa làm rõ đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam giới. Lợi dụng tâm lý ngại đến các cửa hàng thuốc để mua bán giao dịch, đối tượng đã thu mua sản phẩm giả để bán qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Theo tài liệu điều tra, nắm bắt nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm tăng cường sinh lý, nhãn hiệu X-Charman của công ty cổ phần Thịnh Tâm Đường, Bùi Thị Vân, 27 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã thu mua trôi nổi các loại thuốc uống dạng viên và dạng xịt của nhãn hiệu này để bán lại cho những người có nhu cầu. Dù biết đây là hàng giả, nhưng Vân vẫn quyết tâm mua bán để kiếm lời. Lực lượng chức năng đã thu giữ của Vân gần 400 hộp thuốc uống và lọ xịt giả nhãn hiệu X-Charman. Nếu đối tượng bán chót lọt, sẽ thu lời bất chính khoảng 300 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vân về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, đồng thời đấu tranh mở rộng vụ án. Thực hiện kế hoạch tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2023 và phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Mới đây, đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 25, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ hàng trăm lít rượu không rõ nguồn gốc sau quá trình kiểm tra nhà hàng Sơn Dương có địa chỉ tại tổ 5 Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ tại địa điểm kinh doanh 480 lít rượu màu thủ công không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ nhà hàng là bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1982, trú tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan đến gần 500 lít rượu ngâm trên. Được biết, số rượu này được nhà hàng chuẩn bị để phục vụ nhu cầu ăn uống của khách hàng. Hiện đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường đang tiếp tục phối hợp với đội quản lý thị trường số 25 xác minh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mới đây, hàng nghìn loại thực phẩm bao gồm chân gà, xúc xích gói sẵn do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng đội 6 Phòng Cảnh sát Giao thông và đội quản lý thị trường số 13 Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ sau khi tiến hành khám xét đột xuất một xe tải đang di chuyển trên đường Trần Duy Hưng, đoạn qua trung tâm thương mại Bixi Thăng Long. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 20 thùng các tông giấy, bên trong chứa khoảng 900 gói xúc xích và 5.400 cánh gà ăn liền. Toàn bộ các sản phẩm đều in bao bì, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Tổng trị giá hàng hóa là 40 triệu đồng. Chủ số thực phẩm là Bàn Văn Dương, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến nguồn gốc số thực phẩm trên. Đồng thời khai nhận, số thực phẩm này được đối tượng thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó thuê xe tải vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội để tiêu thụ. Mỗi sản phẩm sẽ được bán với giá từ 2 đến 3.000 đồng. Cái đát sử dụng thì nếu mà không có những chữ tiếng Việt liên quan đến đát thì người tiêu dùng Việt Nam không thể xác định được là cái sản phẩm này dù là Trung Quốc hay Việt Nam hay nước ngoài thì còn hạn sử dụng hay không. Nó có đảm bảo là còn đủ cái yếu tố mà lưu hành thông trong thị trường hay không. Có rất nhiều cái sản phẩm nó không rõ nguồn gốc xuất xứ trên này thì cũng không cơ quan nào mà xác định được là cái tác hại của cái sản phẩm này sẽ đến đâu với người tiêu dùng. Hiện, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số thực phẩm liên quan để tiến hành tiêu hủy, đồng thời ra quyết định xử phạt chủ hàng số tiền 30 triệu đồng về hành vi vi phạm.
thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vụ việc liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng, có tem nhãn mác kiểm định rõ ràng tại các địa chỉ kinh doanh uy tín, tránh mua phải thực phẩm bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Thưa quý vị, bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm khí N2O, còn gọi là khí cười, một loại chất khí có vị ngọt, không màu. Vốn dĩ đây là loại khí được sử dụng trong y tế có tác dụng gây mê, an thần, giảm đau, nên khi sử dụng bóng cười sẽ khiến người hít có cảm giác phấn khích, ảo giác. Tuy nhiên hiện nay, thị trường tiêu thụ trái phép mặt hàng này đang diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây, qua công tác kiểm soát địa bàn, Đội Quản lý Thị trường số 8, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm liên tiếp bắt giữ nhiều vụ kinh doanh, tiêu thụ khí cười trái phép. Qua các vụ việc này đã cho thấy thủ đoạn mới của các trường hợp vi phạm. Nhìn bề ngoài thì cũng chỉ như những bao tải. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ thì bên trong các bao tải lại chứa nhiều bình khí cười. Đây thực chất là thủ đoạn của các trường hợp kinh doanh các mặt hàng này. Chỉ trong vòng 20 ngày gần đây, trên địa bàn huyện Gia Lâm, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 vụ vận chuyển, tiêu thụ bình khí cười trái phép, với tổng số tang vật bị thu giữ là 76 bình khí, tương đương 1,4 tấn. Dù số lượng hàng vi phạm thu giữ trong mỗi vụ việc không nhiều, nhưng đã cho thấy nhu cầu sử dụng khí cười vẫn rất lớn. Trước kia thì thủ đoạn bán bóng cười thì thường vào các quán bar hay các quán cà phê. Hiện nay thì cái thủ đoạn đã tinh vi hơn rất nhiều. Bóng cười được các đối tượng sử dụng qua các trang mạng cá nhân trên và chào bán hình thức online. Khi có nhu cầu sử dụng là đối tượng sẽ mang bán trực tiếp cho những khách hàng sử dụng. Do không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa và không có giấy phép kinh doanh khí N2O nên cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ bình khí. Theo khai nhận, phần lớn số bình khí này được giao tới tận tay của khách ở nhà riêng hoặc căn hộ chung cư trên địa bàn. Thực tế đã có nhiều nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch chỉ vì sử dụng bóng cười. Nhưng hiện nay, khí cười thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Vì thế, tất cả các vụ bắt giữ liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng loại khí này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt vi phạm hành chính mà thôi. Cách đây 2 tháng trước, cơ quan chức năng đã triệt phá một kho chứa số lượng cực lớn khí cười tại phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội, với tổng trọng lượng ước tính hơn 3,5 tấn. Để quản lý và đảm bảo bí mật, chủ kho có mạng lưới cộng tác viên chuyên làm nhiệm vụ ship hàng cho khách, dễ mua, dễ bán. Trong khi không có chế tài đủ sức răn đe, thị trường mặt hàng này vẫn là mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền, bất chấp ảnh hưởng tới sức khỏe của những người sử dụng. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn, đặc biệt giúp người dân hiểu rõ hơn về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID, Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Quận đoàn Cầu Giấy vừa tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. Với sự tham gia của hơn 50 đoàn viên, thanh niên, đoàn tuyên truyền đã đi qua các tuyến phố chính trên địa bàn quận Cầu Giấy, sử dụng loa và phát tờ rơi tới các công dân đang sinh sống và học tập trên địa bàn quận. Hoạt động này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ người dân trong suốt những địa điểm mà đoàn tuyên truyền đi qua. Trong thời gian qua, Ban Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy luôn xác định rõ việc đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Công an quận, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn cùng chúng tôi nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần giữ gìn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Bản tin ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.